Đảm bảo việc làm cho nhân viên trong công ty và cung cấp hàng hóa cho khách hàng. Vì những anh em đồng nghiệp của mình. Vì chúng tôi muốn lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người. Và chắc chắn mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn.